chúa phúc âm theo thánh gioan chúa. khi chúa giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ người dùng bữa với các ông và hỏi simon phêrô rằng simon con ông gioan con có yêu mến thầy hơn những người này không ông đáp thưa thầy có Thầy biết con yêu mến Thầy Người bảo ông Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy Người lại hỏi Simon con ông Gioan Con có yêu mến Thầy không Ông đáp Thưa Thầy có Thầy biết con yêu mến Thầy Người bảo ông Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy Người hỏi ông lần thứ ba Simon có ông Gioan Con có yêu mến Thầy không phê buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba Con có yêu mến thầy không? Ông đáp Thưa thầy, thầy biết mọi sự Thầy biết con yêu mến thầy Người bảo ông Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy Thật, thầy bảo thật cho con biết Khi con còn trẻ Con tự thắt lưng lấy Và đi đâu mặc ý Nhưng khi con già Con sẽ giang tay ra Người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Chúa nơi thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy, đoạn người bảo ông: Con hãy theo Thầy. Đó là lời Chúa. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cột trụ của giáo hội. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Người ta nói thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai. Có nghĩa là cho dù là thánh nhân nhưng ác hẳn họ cũng từng có những lầm lỗi ở trong quá khứ cho dù là tội nhân, nhưng tội nhân ấy cũng có thể trở thành một thánh nhân trong tương lai. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng từng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Cả hai trước khi trở thành thánh, trước khi trở thành cột trụ của giáo hội, cũng đã có một quá khứ với những cái mảng tối khác nhau. Thật vậy cả hai đều đã có những cái kinh nghiệm Về sự vấp ngã của mình Về tội lỗi của mình Mà đó không phải là những cái tội nhẹ chút nào đâu Chắc hẳn chúng ta cũng đã quen thuộc Nhưng nhân dịp lễ hôm nay Chúng ta cũng nhắc lại đôi chút Để có thể rút ra bài học cho chính bản thân mình Trước tiên đó là Thánh phê -rô. Thưa công đoàn Mặc dù đã theo Chúa trong một thời gian có thể nói rằng khá dài À, đã chứng kiến những phép lạ Chúa làm, rồi được nghe Chúa giảng dạy, giáo huấn nhiều điều, đã được Chúa tin tưởng giao phó nhiệm vụ là đứng đầu các tông đồ. Thế nhưng trong cái giờ phút Chúa cần đến sự hiện diện của các tông đồ nói chung và của Phêrô nói riêng, thì ông ta lại khăng khăng chối Chúa đến ba lần. Phêrô chối Chúa không phải là trước mặt những người có quyền có chức mà là trước đứa đầy tớ gái, thật là một cái nỗi nhục nhã quá lớn đối với Phêrô. Phêrô phạm lỗi cũng bởi vì ông có thể nói rằng quá tự cao, quá tin vào sức mình khi nói với Chúa, dù mọi người có bỏ thầy, con cũng không có bỏ thầy mà đi rất là sắc tiến cậy dựa vào sức mình. Thế nên sau cái kinh nghiệm đau thương này, ông cũng đã chín chắn hơn, khiêm tốn hơn, không còn cậy dựa vào sức mình, nhưng một lòng phó thác vào tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu như ba lần chối Chúa như là ba vết đinh đóng vào tay chân Chúa, thì Phêrô cũng cần đến ba lần để tháo những cái vết đinh đó bằng ba lần tuyên xưng với Chúa Jesus: "Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đó là những cái lời xuất phát từ đáy lòng Phêrô, chắc chắn Phêrô rất yêu mến Chúa, nhưng à, có những cái yếu đuối, những cái vấp pháp và chính những vấp pháp đó đã là một bài học cho thánh nhân biết khiêm tốn hơn nhìn nhận ơn Chúa nhiều hơn. Chúa Giêsu ngày không nhìn cái sự yếu đuối của Phêrô mà loại trừ ông. Chúa nhìn thấy sự yếu đuối lẫn cái sự chân thành, nhiệt thành, quảng đại và cái sự can đảm của thánh nhân. Thế nên Chúa đã tin tưởng và giao trọng trách lãnh đạo toàn thể giáo hội cho Phêrô và quả thật Phêrô không làm Chúa thất vọng. Đó là vài nét về thánh Phêrô khi đến chúng ta nói đến thánh phaolô, thưa công đoàn, ngài đã nhiều phen bắt hại các Kitô hữu một cách rất quyết liệt và cũng đã can dự vào việc ném đá thánh Stefano cho đến chết. À, những cái việc đó chúng ta thấy rằng không có nhẹ chút nào đâu. tuy nhiên Chúa không nhìn vào những cái lỗi lầm của phaolô để rồi loại trừ ông. Chúa đã nhìn ra con người của Phaolô là một cái người nhiệt thành, chính trực, thẳng thắn và đồng thời cũng là một người rất tài ba, rất tài giỏi. Ở một khí cụ sắc bén mà Chúa muốn dùng để xin ích cho giáo hội. Phaolô trên đường đi Damas để bắt hại những cái ký tơ hữu à, đã bị Chúa làm cho ngã ngựa và Chúa đã cảm hóa ông lúc đó, đã gọi ông đích danh. Từ một kẻ là hăng say bắt bớ những người tin theo Đức Giêsu Kitô, Thế thì Phao-lô đã trở thành người hăng say rao giảng cho muôn người tin mừng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã chết, đã được mai táng và đã sống lại. À, trước đó là bắt hại, nhưng mà sau đó một cái cuộc hoán cải quay hoàn toàn trở lại với Chúa để tuyên xưng niềm tin và đồng thời cũng múa cho người khác có được cái niềm tin như thế. Vâng, thưa cộng đoàn, cả hai thánh Phêrô và Phaolô đều đã cảm nghiệm về những cái lầm lỗi có thể nói rằng nặng nề của bản thân. Nhưng hai ngài cũng cảm nhận cái lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa dành cho mình. Sau khi đứng lên từ những cái sa ngã vấp pháp thì thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin thưa thầy Thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Còn Thánh phaolô thì tuyên bố đối với tôi, sống là Đức Giêsu, còn chết là một mối lợi. Chết thì được về với Chúa, còn sống à, là sống với Đức Kitô, rao giảng tin mừng Đức Kitô, thế nên đối với ngài dù sống hay chết cũng là một cái điều tốt đẹp. Cuộc đời của chúng ta ác hẳn cũng có những cái lầm lỗi vấp ngã vì nhiều cái lý do khác nhau. Lười biếng cũng có, có khi là kiêu căng, ghen tương đố kỵ hoặc là những cái cạm bẫy của thế gian. Người ta thường nói tình tài, danh vọng, chức quyền, chức tước, v.v. Thế nên người ta mới nói rằng lầm lỗi là của con người nhưng đứng lên làm lại cuộc đời đó là của thánh nhân chắc chắn chúng ta có lầm lỗi nhưng mà chúng ta cũng có khả năng trở nên thánh nhân sau những cái vấp váp, váp lầm lỗi của mình hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã nhìn quá khứ không phải như một cái sự sỉ nhục để tự trách mình than thân trách phận nhưng như là một hồng ân mà Chúa đã thương ban Chúa đã giao phó cho hai ngài nhiệm vụ loan báo tin mừng nước Chúa khắp cùng trái đất. Cảm nghiệm được cái ân ban cao trọng này, Thánh Phaolô đã thốt lên: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Còn Thánh Phêrô thì không còn sợ cương quyền nữa, đã mạnh dạn tuyên xưng trước thế lực cầm quyền rằng phải nghe lời Thiên Chúa hơn là lời của người phàm Và hôm nay thưa cộng đoàn Chúa vẫn không trách phạt chúng ta Theo như chúng ta đáng tội Người luôn chờ đón chúng ta Từ bỏ tội lỗi Và quay trở về cùng người Điều quan trọng là chúng ta có Đủ can đảm để khước từ tội lỗi Để tin tưởng và giao phó đời mình Trong vòng tay nhân lành của Thiên Chúa hay không mà thôi và chắc chắn đó là ước nguyện của chúng ta à xin Chúa chúc lành cho những cái ước nguyện tốt đẹp của mỗi người chúng ta trong giờ phút này Amen